hoàng lê nhất thống chí vua lê chiêu thống bị truy đuổi khắp nơi lại nói bấy giờ vua lê đang ở huyện lăng tài lại rời đến huyện trí linh các quan biết chỗ vua ở nhiều người đến theo lê ban ở giáp sơn nay là đất huyện kinh môn hải dương đem một trăm người nghĩa dũng đến yết kiến vua mừng lắm phong cho làm chức ngự doanh sứ tước trung nhạc hầu ban nói kín với vua rằng Trước đây, thần về Nghệ An, thấy nhân tình rất là căm phẫn, ghét Tây Sơn như kiều thù. Nhiều người đã nhóm họp ở rừng núi để cùng lo việc khởi nghĩa. Các bậc phụ lão nghe tin thần ở Bắc vào, đều lần lượt đến hỏi nhà vua ở đâu, muốn cho con em đi theo. Nhân thể, thần mới cùng đi với họ. Dọc đường qua cửa biển, thần lấy điều nghĩa khuyên dụ, nhiều người xin đem thuyền qua biển hẹn nhau họp ở ngoài khơi phủ Kinh Môn. Gần đây, thần được tin báo rằng hiện có chừng hơn bảy chục chiếc thuyền và hơn 300 thủy thủ, khí giới lương thực đầy đủ, ít hôm nữa sẽ đến. Vậy xin xa giá ngự ra Giáp Sơn, hạ chiếu cho Trần Quang Châu đem quân bản bộ hộ vệ. Quân bộ do Châu thống lĩnh, mặt thủy thần xin đảm đương. Hai cánh quân nương tựa lẫn nhau, trước hãy khôi phục trấn Hải Dương để làm nơi xa giá tạm nghỉ. Trấn ấy phía Bắc có thể khống chế các huyện Tử Sơn, Thuận Thành, phía Nam thông với các phủ Thái Bình, Kiến Sương, theo đường Yên Quảng có thể đến thẳng Cao Bằng và kéo luôn sang vùng Lạng Sơn. Cơ Trung Hưng không còn cách nào khác nữa. Vua Lê nghe theo, bèn hạ chiếu cho Châu làm chức đốc chiến ở đảo Kinh Bắc. Quân chưa kịp tiến, thì vừa gặp lúc Đinh Tích Nhưỡng ở Hải Dương dâng tờ biểu xin theo đi đánh trận. Mọi người nghe tin, nhao nhao nói rằng, Nhưỡng là một thằng chẳng ra làm sao, bảo là có nghĩa ư? Trước đây hắn đã toàn giúp nhà chúa để chống lại mệnh lệnh nhà vua, lúc đầu phò quận Thụy, sau lại theo chúa Án đô, đến khi quận Thụy làm không nên việc và Án đô bị thất bại, hắn đều bỏ đi không nhìn. Bất nghĩa đến thế là cùng, bảo là có tài ư? chính hắn đã hai lần cầm quân chống giặc, thì một lần thua ở Kim Động, một lần thua ở Ngô Đồng, chỉ chạy thoát được cái thân, không chết là may đấy thôi. Xem một đời hắn, toàn không có nghĩa khí, lại không có tài chiến đấu, chỉ cậy thế con nhà tướng, quen dùng khí thế đè nén người ta. Khi hắn mới về Hải Dương, thả bộ hạ cướp bóc trong xứ, người ta coi hắn là giống diều quạ gian rào và gọi là giặc nhưỡng. Hào Mục các huyện đã viết thư cho nhau kể tội các của hắn. Họ đã họp nhau trong làng Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, hẹn nhau đến đánh phá Hàm Giang. Nhưỡng phải lui quân về huyện Bình Giang. Rồi nhân lúc ban đêm, kéo đến làng Lai Cách, giết hại không biết bao nhiêu người mà kể, đến nỗi thây nằm ngổn ngang đầy đồng. Sự tàn nhẫn của hắn như vậy, nên người Hải Dương ai cũng coi hắn là kẻ thù. Này dung nạp hắn chẳng những vô ích mà còn mất lòng nhân dân hải dương thật là thất sách vua lê cũng từng nghe tin nhưỡng bị mọi người không dùng đã ngấm ngầm đưa thư xin hàng tây sơn nên lúc này cũng nghi ngờ không cho nhưỡng theo đi đánh các hào mục ở trấn hải dương nghe tin vua sang xứ đông đều dâng tờ biểu quyết xin đánh nhưỡng vì thế nhưỡng bối rối quá tính không còn chỗ nào để dung thân liền phát cáu mà nói rằng vua đã không thương ta, ta còn cần gì vị nể vua? Rồi nhưỡng sai tên đồ đảng của y là Trần Liên đến Thăng Long ngấm ngầm tố cáo chỗ vua ở, và xin văn sở sai quân đi bắt. Ban đầu, Liên nghe tin vua lén lút ở trong nhà dân, chỉ có sáu bảy người theo, bèn báo cho sở biết. Sở hỏi cặn kẽ, Liên vẽ rõ đường đi cùng chỗ ở của vua, rồi nói. Ví như vào chùa trói một lão chọc lôi đi mà thôi, sở cười mà rằng nếu quả như lời ngươi nói sao ngươi không lôi cổ đến đây cho ta còn xin quân làm gì liên đáp lôi ông ta đi chẳng qua chỉ một tên lính cũng đủ nhưng chúng tôi còn sợ danh nghĩa nên không dám làm việc ấy cố nhiên là việc dễ nhưng lại khó đối với người trong nước xin ngài xét cho chỗ đó sở tin là thật liền sai một trăm tên lính cùng đi với liên không ngờ lúc ấy trần quang châu và lê ban đã đến chỗ vua ở và quân lính bảo vệ cũng không ít đê mấy nghe báo quân tây sơn vượt núi mà đến hai người bèn chia hai đường đánh dồn lại và giết chết sạch liên chạy trốn vào hang núi được thoát rồi chạy về thăng long báo tin văn sở lập tức cho một đạo quân lớn đi đuổi vua lê vua mới đến giáp sơn các đạo quân cần vương còn chưa nhóm họp được hết chợt nghe tin quân địch sắp đến nhưỡng làm hướng đạo. Mọi người đều run sợ nói nhau nhau lên rằng, nhưỡng mà thông đồng với giặc thì Hải Dương không thể ở được. Châu xin vua lại về huyện Chí Linh. Ban thì xin vua đi Yên Quảng. Mọi người đang bàn bạc phân vân chưa quyết, thì vừa lúc Trương Đăng Quý và người con là Trương Đăng Thụ cưới chiếc thuyền biển từ Phủ Kiến Sương đến Yết Kiến Vua. Thấy thế, Quý bèn nói. Chí Linh là nơi đồi núi gập gảnh tắt ngang sang Gia Bình thì lại là đồng ruộng mênh mông. Tào quân ít sức hèn, đánh hay giữ đều không tiện. Còn Yên Quảng thì lại giáp với Hải Dương, đường sông, vũng biển, đều là cửa ngõ ra vào của Nhưỡng. Hắn đã ăn ở hai lòng, thì đó cũng không phải chỗ yên lành có thể trú ngụ. Trấn Sơn Nam đất tốt dân đông, đinh tráng có thể luyện làm quân lính, thóc gạo có thể trưng làm lương thực, sông ngòi chẳng chịt như mạng nhện cưới một chiếc thuyền, bỏ chỗ nọ đến chỗ kia, chẳng ai còn biết lối nào mà tìm. Bệ hạ đang lúc như con rồng ẩn bóng, không đâu yên ổn bằng đấy. Vua theo lời quỹ, bèn quyết ý rời về phía nam. Còn lời bàn của châu và ban thì vua đều không nghe. Rồi đó, vua yên ủy hai người, sai châu dẫn quân về bắc, ban thì đem thuyền biển lui về biển sơn, chờ lệnh trưng phát thế là quân cần vương tan tác đi ra bốn phía còn vua thì đi về phía nam lúc tới nơi vua đóng ở huyện trân định dùng nhà đăng quỹ làm nơi hành tại quý đưa con em và người trong họ tới lệ chào vua đều ban cho quan tước sai họ chia nhau đi các làng các huyện chiêu mộ quân nghĩa dũng viên nội hàn là lê xuân hạp bảo đăng thụ rằng quân lữ là việc lớn không thể khinh xuất trước hết nên điểm số quân kén lấy người cường tráng sung làm chiến sĩ cứ năm chục người làm một đội năm đội làm một cơ năm cơ làm một đạo do viên thống đạo đốc xuất những người còn lại thì để dùng vào việc chuyên trở và sai khiến chớ để quân lính không tinh nhuệ lẫn lộn vào tiếng là có số mà vô dụng nay nên kê rõ danh sách dẫn vào bái mạng để nhà vua ban cho binh phù trao cho quân luật viên thống đạo vâng mệnh lệnh triều đình các cơ đội thì chịu sự tiết chế của viên thống đạo người nào tuân theo mệnh lệnh thì có trọng thường người nào không nghe mệnh lệnh thì bị tội chém sao cho quân lính đều hăng hái và biết khuôn phép sau đó mới có thể đưa ra trận mạc binh là việc giữ chiến là việc nguy không phải là trò trẻ con thụ nói ngày nay chính là lúc đang cần gấp rút thu phục lòng người mọi việc hãy tạm giản dị chưa thể buộc ngay họ vào khuôn phép được hạp nói thu nạp được nhiều người mà dùng không được chỉ sợ họ thấy giặc là chạy rồi lại còn dày xéo lẫn nhau nữa thì dù nhiều cũng chẳng làm gì sao không nghĩ đến việc cụ lớn đại thần nhà ta đã cố sức khuyên nhà vua qua xứ sơn nam ông là con ngài vâng mệnh cầm quân vạn nhất mà bị vấp ngã tội ấy tại ai thủ không nghe chỉ gọi các hào mục đến mà phân phái bằng miệng, tuyệt nhiên không có sổ sách gì để có thể tra cứu. Bởi vậy, đến khi có việc cần sai khiến, thụ đều lờ mờ không biết đâu mà lần, đến nỗi phải chạy đi hỏi lăng xăng khắp nơi, trong quân ngũ chẳng còn có kỷ luật gì nữa. Quý cũng không biết, gọi thụ hỏi về việc quân thì thụ thưa. Các đạo này đã tề tựu, quân số rất nhiều, ai cũng hăng hái đánh giặc. Xin đánh một trận để lập công, quý cho là phải tâu xin chọn ngày xuất quân vua có ý ngần ngại mà rằng ta nghe những người giỏi về chiến trận trước hết phải lo đến việc thua rồi sau mới thắng được người nay ta xem thuyền bè thì đều là thuyền câu thuyền trải quân lính thì đều là những kẻ trợ búa ô hợp dùng quân ấy mà đánh có chắc là không bị thua chăng nghĩ đến cái cảnh sau lúc trốn chạy cùng một và người bể tôi lo việc dựng lại cơ nghiệp thì chấm dù không thể khôi phục được xa tắc cũng quyết chết với xá tắc, thể đánh nhau với giặc đến cùng, chớ có sợ gì xuất quân. Nhưng chấm muốn làm việc gì cũng phải tính kế vạn toàn, ngõ hầu khỏi mang tiếng là vì khinh xuất, vội vàng mà chuốc lấy vạ bại vong. Quý ngoảnh lại bảo thụ, thánh thượng bảo như vậy, còn nghĩ thế nào? Thụ nói, ngày nay, điều mà mình trông cậy, ấy là lòng người mọi người ai cũng kính mến ơn đức của Thánh Thượng, căm thù với giặc, nguyện xin đánh một trận lớn, giết cho hết giặc. Lào người như thế, đánh đâu không tan, đéo cây gậy có thể quật ngã được nước sở, dựng ngọn tre có thể làm mất nhà tần. Huống chi số quân này và số thuyền này, há không đủ giết chết quân giặc hay sao? Nếu cứ muốn quân lính quen thạo trận mạc, thuyền bè phải đủ lầu gác, thì trước đây quận thạc, quận nhưỡng đều là những viên tướng trải qua trăm trận lính thủy bộ các doanh mà họ thống lĩnh đều là quân tinh nhuệ hùng dũng sao cũng không thể thành công mà lại phải tan vỡ vậy thần xin thả thuyền ngược dòng mà lên quyết chiến với giặc xe nhà vua tới sông quân sĩ hăng lên gấp trăm chẳng qua năm ngày có thể lấy lại kinh thành cơ hội này không nên bỏ lỡ vừa lúc ấy nguyễn viết tuyển đưa binh thuyền đến đón vua nhân thế, đăng quý khuyên nhà vua cho xuất quân. Nguyên trước, tuyển là người cùng nguyện với Hữu Trình, làm bộ tướng của Trình, cùng với Trình vượt biển vào với Tây Sơn, xông pha những nơi nguy hiểm, không hề rời bên cạnh Trình. Đến lúc Trình về nước và đắc chí, liền tiến tuyển với vua, nói là tài tuyển có thể đương nổi một mặt. Vua bèn hạ chiếu cho tuyển làm chấn thủ chấn Sơn Nam, thống lĩnh 5.000 lính bộ vào 70 chiến thuyền, Tuyển giỏi về thủy chiến, nên khi Trình có hiềm khích với Tây Sơn, sợ Văn Nhậm lợi dụng lúc sơ hở mà đi đường biển đến, Trình bèn sai Tuyển đóng đồn ở cửa biển Đại Hoàng, đem quân đi tuần ngoài biển để dò la tin địch. Đến lúc kinh sư tan vỡ, Trình đưa vua chạy sang kinh Bắc, Tuyển không được biết. Sau đó tin báo đến nơi, Tuyển mới lật đật ở biển rút về chấn, mưu đóng giữ đất ấy để chống với địch. Văn Nhậm đã có lần đánh Tuyển nhưng không hạ được. Đến khi văn sở lên thay nhậm, muốn dỗ tuyển về hàng, bèn sai người vào nghệ an, bắt cha và vợ tuyển ra thăng long. Rồi sai vợ tuyển cầm thư cha tuyển viết để dụ tuyển, đồng thời lại đưa tin rằng nếu tuyển không mau mau đầu hàng, thì sẽ giết cha. Tuyển lấy thư của cha, khóc và nói, đời người có ba đứng bề trên thì hoàng thượng là vua ta, bằng công là thầy ta, mệnh cha không dám không theo nhưng thù của vua và thầy không thể không trả giả sử đầu hàng mà được chọn đạo nuôi cha trở về quê hương họ hàng làm người nông dân huyện trân phúc cho hết đời thì dù được đằng nọ mất đằng kia ta cũng cam lòng song chỉ sợ bị lừa dối rơi vào tay quân độc ác cả mình ta cũng bị nó giết hại thì trung hiếu đều hỏng để tiếng cười cho ngàn đời làm kẻ ngu dại trong thiên hạ như thế rất là không nên rồi đó tuyển dặn vợ trở về từ tạ với cha cha tuyển được tin biết tuyển không có ý cứu mình bèn ngửa mặt lên trời mà than rằng đã không có thể cầu sống với con thì còn xin sống với người khác làm gì giả sử nó làm được như vương lăng thì dù có chết như bà mẹ lăng ta cũng không hối tiếc nhưng ta xem nó chỉ như con lợn con chó khó lòng mà làm được như thế chết khi chính mắt trông thấy nó thất bại thà rằng chết trước còn hơn sở biết ý ông ta liền sai người canh giữ rất nghiêm ngặt và nói tuyển đã không có ý hàng thì ta cũng không thể nuôi giặc rồi sở tự đem quân đi đánh tuyển đưa cả cha và vợ tuyển đi theo sở sai đại đô đốc nguyễn văn tuyết thống lĩnh thủy quân còn mình thì thân hành đem bộ binh cùng phan văn lân chia làm hai cánh tả hữu men theo hai bờ sông Cái, cùng tiến lên. Đến bến Thanh Trì, sở bắt được một tên do thám của tuyển, cha hỏi thì y nói. Tuyển chỉ có tám chục chiếc chiến thuyền, đóng ở cửa ải hàm tử, mà không có quân bộ. Lương thực toàn lấy của dân, năm ngày một kỳ, nhưng cũng không được đều đặn. Quân của tuyển có khi buộc thuyền ở ven bờ sông, rồi vào nhà dân cướp bóc, mọi người ai cũng chán ghét thế không thể nào đóng lâu ở đây được. Gần đây, tuyển lại sai đắp lũy đất ở sông Hoàng Giang, đốc thúc công dịch rất gấp. Nghe đâu ông ta sắp lui về đấy để làm trước cố thủ. Nhờ vậy, sở biết rõ tình hình hư thực của tuyển, liền bảo với Lân rằng, quân ta chuyến này bắt tuyển như bắt đứa trẻ con, không khó gì cả. Sở bèn họp quân bộ, chia làm hai đạo, nhân đêm tối tiến về phía nam, vòng ra sau quân tuyển, phục kích ở hai bên bờ sông, đợi khi thủy quân giao chiến với quân tuyển và nghe thấy tiếng súng nổ, thì lập tức dục trống, họ reo sông lên, hai cánh cùng nhắm thuyền quân của tuyển mà bắn. Rồi đó, hai bên giao chiến ở vùng huyện Kim Động, quân tuyển bất lợi, phải theo nước xuôi trèo gấp về nam. Sở thừa thế với quân đuổi theo. Đến sông Hoàng Giang, quân tuyển dựa vào lũy đất để giữ thế thủ. Hai mặt thủy bộ nương tựa lẫn nhau để chống với quân sở. Lúc tuyển thua ở Kim Động, sĩ dân mạn xuôi đều chưa ai biết. Trông thấy thuyền bè đầy sông, cờ quạt dập trời, họ cho là quân tuyển thế nào cũng thắng trận. Lại nghe vua Lê ở chân định, tuyển đã cho thuyền đi đón. Xe vua sắp đến, nên ai cũng nô nước mừng rỡ, tranh nhau đem đinh tráng, mở cờ gióng trống để đón quân vua tuyền thấy dân tình như thế, nên mới dâng biểu tâu xin nhà vua ngự ra coi quân. Đăng quỹ cũng hết sức chủ trương việc nhà vua thân trinh. Vua Lê bất đắc dĩ phải gắng gỏi nghe theo. Nhân dân vùng ven sông trông thấy tàn lọng nhà vua, đều xuống xít trên bờ, chen trúc đứng xem chật như nêm cối. Ai nấy đều nói, vua ta đến đây. Rồi bảo nhau vái lia lịa và tung hồ vạn tuế. Xe vua đi sang hướng bắc, đến sông ngô đồng chợt thấy một người hớt hơ hớt hải chạy về phía nam quân lính liền bắt lại hỏi cớ sao mà chạy người ấy miệng run cầm cập không thể nói được chỉ giơ ngón tay trỏ về một làng ở đằng xa hồi lâu mới đáp giặc đến nơi rồi mọi người cùng lên trên cao mà nhìn thì thấy thấp thoáng ở trong đám cây cối um tùm có một toán quân đang từ phía tây đi tới cờ quạt khi mở khi tỏ ai nấy đều nói đúng là bộ dạng quân tây sơn họ vội vàng xuống thuyền tâu rõ với vua vua nói quân tuyển đóng ở phía trước quân giặc sao lại vượt qua mà đến đây được rồi nhà vua sai xuân hạp lên bờ dùng ống viễn kính để xem hạp xem đúng là quân tây sơn nhưng sợ quân sĩ kinh sợ bèn trở lại tâu rằng bộ dạng toán quân ấy chưa được rõ ràng nhưng quân Tây Sơn xuất quỷ nhập thần, rất là khó lường. Để phòng việc bất chắc, đó là phép đời xưa. Vậy xin tạm rời thuyền ngự sang bờ bên đông xem sao. Vua cho là phải. Thì ra lúc bắt đầu đi đánh tuyển, sở đã dùng thủy quân thẳng theo dòng sông xuôi xuống làm chính binh. Lại ngầm sai đô đốc Nguyễn Văn Hòa lĩnh đạo khinh binh do đường bình lục, thiên thủy vòng lại làm kỳ binh, để đánh úp phía sau nhưng tuyển không hề biết. Quân hai bên đánh nhau mới được vài hiệp, tuyển sai tướng sĩ đặt súng bảo long ở trên bờ sông để bắn quân địch. Chợt thấy quân địch trói cha và vợ tuyển ở đầu thuyền, rồi trèo thuyền vun vút sông lên phía trước. Tuyển trông thấy, khóc và nói, con bắn cha là trái với đạo trời. Đoạn tuyển vội vã thép quân sĩ thôi bắn và lui vào trong lũy để cố thủ bỗng nghe tiếng súng ầm ầm như sấm, khói lửa ngút trời, quân lính hoảng sợ, đều nói nhau lên rằng, giặc đã chặn mất đường về rồi. Họ bèn bỏ chạy tan tác, tuyển ngăn không nổi, liền cùng bộ hạ hơn trăm người nhằm phía nam sông Hoàng Giang mà chạy. Thuyền vua Lê đóng ở bờ phía đông hồi lâu, sau nghe tin quân tuyển thua trận, quân Tây Sơn xông ra bốn phía, chém giết rất dữ dội thì mọi người đều mất hết hồn vía, bỏ cả thuyền bước vội lên bờ, cướp đường mà chạy. Nhà vua thấy vậy, liền thuận theo dòng sông buông thuyền chạy về phía nam. Khi tới một ngã ba sông, không biết đi về ngã nào, vua bèn sai gọi gấp đăng quý để hỏi, nhưng đã không thấy quý ở trên thuyền nữa. Lúc ấy gió bắc đang mạnh, vua sai dương buồm thẳng ra biển mà đi. Bốn bể mênh mang, mù mịt, trời nước một màu, theo gió cưỡi sóng, linh đinh trong biển khơi, việc sống chết lúc ấy thật không biết đâu mà lường. Vua Lê ngước mắt lên trời mà khấn rằng, nếu trời không muốn bảo tồn dòng dõi họ Lê, thì xin nguyện đi theo hải mã đến chỗ Quảng Lợi Vương ở biển Nam Hải, không cần sống làm gì nữa. Nói chưa dứt lời, chợt thấy có một tròm núi, đột ngột hiện ra giữa những lớp sóng, sau núi có chừng vài chục chiếc thuyền, vua vội vàng hỏi người cầm lái, thì ra đã đến hài phận biện sơn. Dần dần lại gần, thấy một người bận quần áo chật đứng ở đầu thuyền, nhìn kỹ chính là Lê Ban. Vua vừa mừng vừa thẹn, chưa biết nói sao. Ban biết là thuyền vua, vội vàng đến bái yết. Vua ứa nước mắt mà nói, ta hối không dùng kế của nhà ngươi, bị trương đăng quý làm lỡ. Biết trước thế này, thà ở giáp sơn mà thua còn hơn là đến chân định mà thua thêm một phen lặn lội chỉ tổ cho người ta chê cười nhưng thôi cũng là việc đã rồi còn bây giờ thì nên làm như thế nào ban tàu thần nghe nói có lắm nạn mới giấy được nước sự lo phiền mở rộng thánh đức xin bệ hạ chớ vì thế mà nhụt chí thua được là việc thường của nhà binh ví như đánh cờ thua ván này bảy ván khác cố làm sao cho có nước cờ lạ hơn người quy mô sắp sẵn rồi mới có thể ra mặt hiện nay thế giặc quá mạnh ta chưa chiếm được một mảnh đất nào không thể đánh nhau với chúng thần xin bệ hạ lên đường vào lam sơn là đất hưng vương của thái tổ ngày xưa lấy đó làm nơi bảo vệ xa giá rồi sai người truyền dụ các tù trưởng của dân mường mán họ đều là dòng dõi phiên thần ai mà chẳng hăng hái thêm vào đó lại thu nhặt quân hai sứ thanh nghệ họ đều là lính túc vệ thân cận xưa kia ai là chẳng vui lòng đi theo thế rồi theo đường ven núi qua lại liên lạc với nhau quân ở ba trấn sơn nam sơn tây hưng hóa xuôi dòng sông mà xuống đột ngột từ trong núi kéo ra một ngày kia cả ba đạo đồng thời nổi dậy tiến thẳng đến đô thành cuộc trung hưng của triều ta xưa kia chính là dùng cách ấy vua nghe lời, liền theo đường bộ đi về vùng Lam Sơn, Trấn Thanh Hoa, rồi sai ban qua đất thiên quan dụ quận Thái. Sai tôn thất Duy Lan tới đất phù sùng dụ hai viên tù trưởng ở Tây Lĩnh. Hai viên tù trưởng này vừa mới qua lại hòa hảo với Tây Sơn, không dám trở mặt ngay. Họ đều nói, chúng tôi mấy đời nhờ ơn nặng của nhà nước, há dám không hết lòng, nhưng mà kinh doanh nghiệp lớn, ắt phải tích lũy lâu năm mới thành không thể làm xong ngay trong khoảng 10 hôm. Đời xưa hán cao tổ, đường Thái Tông còn phải khó nhọc đến 5-6 năm. Vậy xin lượng thánh xét kỹ, hãy cứ lấy Lam Sơn làm nơi ẩn náu, thư thả để cho chúng tôi luyện tập quân mã, sắm sửa khí giới, thu góp lương thực, sửa sang đường xá, rồi mới có thể vâng mệnh nhà vua được. Nếu muốn làm gấp, e không phải sức của chúng tôi có thể làm nổi. Lan về nói với vua rằng, chúng nó thật không có lòng mộ nghĩa, nên tạm dùng lời thoái thác để cự tuyệt ta. Chỗ này sơn làm chướng khí không thể ở lâu. Vậy xin bệ hạ sớm sớm lo liệu, đừng để mất thì giờ vô ích. Vua cho là phải, bèn lập mưu thay quần áo như người thường, trở về Kinh Bắc, tạm trọ ở phủ Lạng Giang, sau lại rời ra phủ Từ Sơn, ở nhà viên tham chi là Đình Dư. Do đó, bọn Lê Đản, Doãn Lệ danh án, Vũ Chiêu, Vũ Trinh, Xuân Hạp lại lần lượt lui tới chỗ vua ở. Vua cùng họ bàn mưu tính kế. Đình Dư nói, Này bề tôi nanh vuốt của nhà vua chỉ có ba người là Ban, Tuyển và Châu. Tuyển từ sau khi thua ở Hoàng Giang, chạy về Nghệ An, nay không biết ở đâu. Châu bị Tây Sơn lùng bắt, lần trốn vào hàng núi, không còn thì giờ lo toàn công việc bàn vâng chỉ đi chiêu dụ, còn ở Thanh Hoa cũng chưa có tin tức gì. Hiện nay bề hạ nương nấu ở đây, lũ thần đi lại luôn, sợ lâu dần có người biết, sẽ xảy ra tai biến bất chắc. Chi bằng bề hạ hãy đi lên cao bằng, huy túc hiện còn hầu thái hậu ở đó. Trong thì dùng các phiên thần hộ vệ, ngoài thì dựa vào sự cứu viện của thiên triều, ngõ hầu mới có thể làm được việc.